dân chơi nâng cấp Fortuner cũ lên thành xe Hilux thế hệ mới. Mới đây, các dân chơi Thái đã gây bất ngờ khi bê toàn bộ phần đầu xe Hilux 2021 lắp cho một chiếc Fortuner đời cũ ở phiên bản nâng cấp facelift mới, phiên bản hàng đầu của Toyota Hilux 2021, được hãng xe Nhật Bản thiết kế, lấy cảm hứng từ dòng SUV giáp Ford thế hệ mới và dòng xe bán tải đàn anh Tacoma. Phong cách thiết kế này đã nhận được rất nhiều lời khen từ giới chơi xe. Nhận thấy thiết kế của mẫu SUV Fortuner cũng rất phù hợp khi lắp phần đầu xe của Hilux 2021. Các tay chơi Thái đã chơi lớn, thay thế toàn bộ phần đầu và nhiều bộ phận của Hilux 2021 cho Fortuner, bao gồm đèn pha bi LED, lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn và cả ốp ve ốp hốc bánh. Sau khi hoàn thiện, chiếc SUV Fortuner trở nên đẹp mắt và mạnh mẽ hơn. Được biết, chiếc Fortuner được nâng cấp thuộc phiên bản máy dầu 2.8 lít. Ngoài nâng cấp phần đầu của Hilux 2021, xe còn được vô dàn chân, lắp mâm đồ chơi và vô cả phanh hàng hiệu từ Brembo. Chưa hết, các tay chơi còn lên đời cụm đèn hậu LED đồ họa mới của Fortuner bản facelift 2021. Hilux và Fortuner là hai dòng xe SUV và bán tải cỡ trung, đều được Toyota phát triển trên cùng một nền tảng khung gầm và cả động cơ. Chính vì thế, hai dòng này chia sẻ với nhau khá nhiều và mang nhiều điểm chung. Việc lấy phần đầu của Hilux 2021 lắp cho Fortuner phiên bản cũ là một việc làm không quá phức tạp, nhưng nó đòi hỏi một chút về trình độ chuyên môn và cả tính thẩm mỹ. Có thể nói, đây là một bản độ đầy táo bạo, đẹp mắt rất đáng khen ngợi của người Thái. Toyota Fortuner lên đầu Hilux 2021 chắc chắn sẽ gây thích thú với nhiều khách hàng Việt, nhất là những khách hàng sử dụng dòng xe Fortuner, muốn tìm kiếm một cái gì đó mới mẻ để nâng cấp cho vợ hai. Mặc dù lựa chọn nâng cấp xe theo cách chơi mới này giúp chiếc xe thêm hấp dẫn hơn, nhưng người chơi tại Việt Nam sẽ vấp phải lỗi thay đổi kết cấu xe và đấy chính là rào cản lớn nhất. Việc độ lên dàn đầu xe Fortuner cho thấy độ chịu chơi của người Thái